Thưa quý vị, với tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh như hiện nay, thì việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng là nhu cầu cấp thiết đối với các tổ chức cá nhân và hộ gia đình. Tại các khu điểm du lịch thì nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng là yêu cầu đặt ra đối với các cấp, các ngành của tỉnh Sơn La. Thực tế hiện nay, công tác quản lý trật tự xây dựng đã và đang được triển khai thực hiện như thế nào? Việc này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương? Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đang đối mặt với những thách thức như thế nào? Với chủ đề tăng cường quản lý trật tự xây dựng, chương trình sự kiện nhân vật và bình luận của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Xuân Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La. Trước tiên xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi cùng nhau bàn luận về chủ đề tăng cường quản lý trật tự xây dựng, thì kính mời hai vị khách mời cùng với quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn ngay sau đây về những kết quả mà chúng ta đã đạt được trong việc triển khai công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La trong năm 2023. Với chức năng tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, trong năm 2023, Sở Xây dựng đã thẩm định 196 hồ sơ báo cáo liên quan đến lĩnh vực xây dựng, giá trị thẩm định trên 2.000 tỷ đồng. Công tác cấp phép xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong đó, việc cấp giấy phép xây dựng các công trình còn được thực hiện bởi Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thành phố và Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh. Thời gian cấp phép xây dựng hiện nay cũng được đổi mới, cắt bỏ những quy định rườm rà và thời gian từ 30 ngày so với trước đây giờ chỉ còn 10 ngày. Đến hết tháng 11 năm 2023, Sở Xây dựng cũng đã tổ chức xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 153 tổ chức, cấp chứng chỉ hành nghề cho 248 cá nhân đủ điều kiện. Trong năm 2023, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra, nghiệm thu 64 công trình, trong đó 28 công trình nghiệm thu hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, 36 công trình nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng. Trong năm 2023, Sở Xây dựng đã thực hiện 5 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, qua đó kịp thời phát hiện các sai sót, vi phạm, kịp thời chấn chỉnh và xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tổng số tiền vi phạm trên 1,3 tỷ đồng, trong đó thu hồi nộp ngân sách trên 184 triệu đồng, số tiền kiến nghị xử lý khác trên 586 triệu đồng, giảm trừ thanh toán trên 564 triệu đồng. Công tác quản lý trật tự xây dựng ở các huyện, thành phố được quan tâm triển khai thực hiện theo chỉ thị số 06 ngày 7 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. Trong năm 2023, Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra tình hình quản lý trật tự xây dựng tại thành phố Sơn La và huyện Thuận Châu. Tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2023, Sở Xây dựng đã ra quyết định xử phạt hành chính 6 vụ với số tiền thu phạt 280 triệu đồng. Dạ vâng, thưa hai vị khách mời. Qua clip vừa rồi thì chúng ta có thể nhận thấy trong thời gian vừa qua thì tỉnh Sơn La đã có rất nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc triển khai công tác quản lý trật tự xây dựng. Và kết quả là chúng ta đã đạt được một số những cái thành tựu nhất định. Vậy thì khán giả của STV thì rất tò mò, không hiểu lý do vì sao chúng ta cần phải tăng cường các cái giải pháp trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La. Trong thời gian vừa qua thì cùng với việc phát triển kinh tế xã hội và phát triển du lịch thì những cái công trình xây dựng để phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội và phát triển du lịch đã được xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La đã góp phần phát triển về kinh tế xã hội và du lịch. Đa số các công trình đều được xây dựng đảm bảo theo các cái quy định về pháp luật về quản lý hoạt động xây dựng, đặc biệt là trật tự xây dựng. Tuy nhiên thì có một số công trình xây dựng vi phạm về quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng. Những cái nội dung công trình này nó sẽ gây là ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, gây bức xúc cho trong nhân dân. Quản lý hoạt động xây dựng là một khâu rất quan trọng trong quản lý của nhà nước, tức là chúng ta sẽ đưa ra các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xây dựng để các cơ quan nhà nước thực hiện thi các cái nội dung này đảm bảo theo các quy định của pháp luật nhằm thực hiện tốt về công tác về quản lý chất lượng công trình, quản lý về môi trường, quản lý về mỹ quan, quản lý về các nội dung liên quan đến quy hoạch kiến trúc, sẽ đảm bảo được quyền lợi của các bên khi tham gia hoạt động xây dựng, sự phát triển bền vững của đô thị cũng như sự phát triển bền vững của các cái điểm dân cư nông thôn, sẽ tạo ra cái cảnh quan kiến trúc phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, tạo cái động lực để phát triển du lịch cũng như là tạo ra những cái
điểm nhấn kiến trúc trong các cái đồ án quy hoạch mà đã được Ủy ban tỉnh và các cấp các ngành phê duyệt. Trong bối cảnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa như hiện nay thì việc đầu tư mở rộng kết cấu hạ tầng thì có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương. Vậy thì việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển du lịch? Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho ông Trần Xuân Việt. Nếu mà chúng ta thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, quản lý trật tự xây dựng thì nó sẽ hỗ trợ và thực hiện rất tốt phát triển du lịch. Nếu như mà chúng ta mà quản lý tốt trật tự xây dựng thì góp phần bảo tồn, phát huy các cái giá trị mà các cái khu, các cái điểm du lịch hiện nay chúng ta đang có. Với hơn nữa là khi mà chúng ta thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng thì đồng thời với cái việc là chúng ta sẽ giúp tổ chức và cá nhân khi mà đầu tư các hoạt động kinh doanh về lĩnh vực du lịch, họ không bị phí công, không bị lãng phí. Bởi vì khi mà họ có xây dựng trái phép thì theo các quy định của pháp luật thì họ cũng không được kinh doanh và phát triển du lịch. Và như vậy nó sẽ gây thiệt hại cho người ta. Chính vì vậy cái việc mà quản lý trật tự xây dựng trong đầu tư hạ tầng về du lịch là rất quan trọng. Nó quyết định đến cái việc phát triển du lịch một cách bền vững. Để lập lại trật tự trong lĩnh vực xây dựng và quản lý đất đai, huyện Mộc Châu đã ban hành 149 văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị, 15 xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, kịp thời chấn chỉnh các hành vi sai phạm. Chúng tôi cũng triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp. Hàng năm thì đều xây dựng kế hoạch để kiểm tra và xử lý các cái vi phạm liên quan đến đất đai và trật tự xây dựng đô thị. Hàng tuần thì chúng tôi đều có xây dựng kế hoạch cho đội quản lý trật tự xây dựng kiểm tra và xử lý đối với lại các trường hợp. Cùng với việc tuyên truyền vận động, huyện Mộc Châu đã quyết liệt trong việc thực hiện cưỡng chế một số công trình nhằm răn đe, giáo dục, dần đưa công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đi vào kỷ cương. Trong năm 2023, huyện Mộc Châu đã xử phạt hành chính 30 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng với số tiền trên 775 triệu đồng, giảm 9 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, ban hành 20 quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả trong lĩnh vực xây dựng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều trường hợp đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Gia đình tôi cũng kinh doanh du lịch ở đây được 7 năm rồi. Bắt đầu từ những ngày mà Mộc Châu chưa có các cái homestay gì. Tuy nhiên, qua thời gian hoạt động thì chính quyền cũng thông báo là mình dựng các cái căn nhà gỗ tạm trên đất nông nghiệp. Thì bản thân gia đình cũng nhận thức được rằng là mình có những cái sai sót nhất định. Do vậy mà gia đình tự nguyện để tháo dỡ nó đi. Đối với các cái công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thì bằng các cái giải pháp tập trung cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể vào cuộc để tuyên truyền vận động các hộ gia đình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thì các hộ gia đình trên địa bàn đã dần nhận thức ra được cái việc mà vi phạm của mình và các hộ gia đình cũng đã tự tháo dỡ công trình vi phạm. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại huyện Mộc Châu có những chuyển biến tích cực. So với năm 2022, tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Mộc Châu đã giảm. Tuy nhiên, vi phạm về đất đai có chiều hướng gia tăng. Với tốc độ phát triển đô thị và du lịch đang diễn ra tại huyện Mộc Châu, thì câu chuyện quản lý đất đai, trật tự xây dựng vẫn luôn là vấn đề nóng tại địa phương này. Có thể nói là cái công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Mộc Châu là một cái thách thức rất lớn của cấp ủy chính quyền, cả hệ thống chính trị. Thì Mộc Châu cũng triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp tuyên truyền, vận động để người dân bám sát các quy hoạch. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của huyện thì cũng thường xuyên được triển khai đồng bộ. Thời điểm này, huyện Mộc Châu đang tập trung cao cho việc lập quy hoạch chung đô thị huyện Mộc Châu đến năm 2030, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết làm cơ sở cho việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai và trật tự xây dựng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý xây dựng cũng như là quản lý về trật tự xây dựng, thời gian vừa qua thì Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình như thế nào? Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan ấy, thì Sở Xây dựng đã phối hợp
và trực tiếp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thứ nhất là đối với các cái văn bản liên quan về pháp luật như quyết định số 27 về quản lý công trình có thời hạn, rồi phân cấp cấp phép xây dựng, quyết định số 20 về quản về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở gia đình và nhà ở có kết hợp kinh doanh, quyết định số 46 năm 2021 về quản lý an toàn chất lượng công trình và bảo trì công trình, và một số nội dung có liên quan tham mưu cho Ủy ban tỉnh về các cái chỉ thị liên quan về trật tự quản lý quy hoạch, rồi quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Thứ hai là đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh tổ chức thực hiện các cái quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, phát triển đô thị, rồi các cái khu vực tiềm năng có phát triển du lịch. Cái việc thanh kiểm tra, rồi cái việc kiểm tra các cái nội dung mà cấp phép xây dựng, rồi hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La là chúng tôi đã thực hiện thường xuyên. Thời gian vừa qua thì dư luận đặc biệt quan tâm đến vấn đề quản lý trật tự xây dựng tại các khu điểm du lịch, khi hàng loạt các công trình phục vụ cho du lịch như homestay hoặc là các công trình vui chơi giải trí được xây dựng trái phép hoặc không phép. Cái vấn đề này đặt ra rất nhiều giả thuyết trong dư luận. Vậy thì có hay không tình trạng buông lỏng quản lý trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng? Trước hết thì cần hiểu và xác định phạm vi trật tự xây dựng. Thì ở đây chúng ta phải hiểu là việc xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng là xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà bắt buộc phải cấp phép xây dựng. Hoặc là công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng hoặc là sai nội dung thiết kế. Kết luận 10 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban tỉnh đối với huyện Bắc Yên về các cái vi phạm liên quan đến quản lý về trật tự xây dựng và đất đai thì có 94 công trình. Thì trong đó thì chủ yếu là liên quan đến một số công trình xây dựng về trật tự xây dựng, còn đâu là một số công trình nhiều là liên quan đến về quản lý đất đai. Thì trong năm 2022 thì qua cái việc mà báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện, tổng số công trình vi phạm là 117 và đã xử lý 71 công trình với số tiền hơn 1 tỷ 680 triệu. Thì trong năm 2023, 6 tháng đầu năm là có 28 công trình vi phạm và xử lý 20 công trình, thì có đã xử lý hơn 560 triệu đồng đối với các trường hợp vi phạm và xử lý. Ủy ban các huyện cũng đã thực hiện quản lý công tác trật tự xây dựng này là thường xuyên. Tuy nhiên thì chúng ta cũng hiểu là để quản lý trật tự xây dựng ấy thì cần phải rất nhiều các yếu tố có liên quan, trong đó là có yếu tố là nguồn lực con người. Thì báo cáo với chị là các phòng kinh tế hạ tầng và phòng đô thị của thành phố chủ yếu là có 6 đến 8 người thôi. Thì trong đó chỉ có bố trí được một người là về an toàn giao thông và trật tự xây dựng. Thì như vậy thì cái việc mà cái nguồn lực con người đối với quản lý trật tự xây dựng là hiện nay thì báo cáo đồng chí đối với một số đô thị lớn như thành phố Sơn La, Mộc Châu hoặc Mai Sơn là rất là khó khăn. Ngoài ra thì cái việc mà đối với mỗi xã thì cái biên chế để quản lý về địa chính xây dựng ấy, thì chỉ có 1 đến 2 thôi. Thì cái việc quản lý trật tự xây dựng, đặc biệt là quản lý đối với các khu vực được xây dựng nhà ở hoặc là đối với khu vực được xây dựng công trình thì rất là khó khăn. Thành phố Sơn La là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, là nơi tập trung rất nhiều các công trình, dự án kết cấu hạ tầng. Vậy thời gian qua thành phố đã có những cách làm như thế nào trong công tác quản lý đất đai cũng như trật tự xây dựng? Thành phố đã thường xuyên phối hợp với các nhà thầu, các đơn vị với để triển khai làm sao đảm bảo đúng cái quy hoạch. Và khi triển khai rồi thì thành phố nghiêm túc chỉ đạo các xã, phường bám sát và thực hiện theo đúng quy hoạch về quản lý đất đai và quản lý xây dựng. Thế từ đó thì nâng cao cái ý thức, nhận thức của người dân lên. Tuy nhiên cũng vẫn còn một số bị ảnh hưởng về cái xây dựng trái phép hay quản lý đất đai. Giai đoạn 2020-2023 thì cũng để 7 hộ phải tổ chức cưỡng chế phá dỡ cái vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.
Dạ vâng, ông đánh giá như thế nào về những kết quả mà thành phố đạt được trong năm 2023 vừa qua về công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng? Thành phố đã tích cực chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy. Trong 2023 thì ngoài việc là phối hợp với Ủy ban Kiểm tra của Tỉnh ủy, phối hợp với Sở Xây dựng về quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng, thì thành phố còn thành lập các tổ công tác xuống Ủy ban Nhân dân các xã phường để thường xuyên tuần tra kiểm soát. Từ 2021 đến 2023 là có hơn 100 vụ vi phạm về cái lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng. Tầm 25 hộ thì đã chấp hành cái quy định là phạt, xử phạt vi phạm hành chính. Và còn hơn 70 hộ thì đang khắc phục cái tình trạng để hoàn thiện cái hồ sơ thủ tục đất đai hay hồ sơ về cái cấp phép xây dựng. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng thì thời gian tới thành phố đã đặt ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể như thế nào? Thành phố đã ban hành cái chỉ thị số 13 và chỉ đạo các xã phường nghiêm túc thực hiện cái chỉ thị này. Và ngoài ra các xã phường đã ban hành cái quyết định thành lập ban chỉ đạo và đã ban hành cái quyết định phân công quy chế hoạt động cụ thể. Và nếu mà đơn vị nào để xảy ra cái tình trạng xây dựng trái phép hay là vi phạm về quản lý đất đai thì chúng tôi sẽ gợi ý kiểm điểm ngay trong cái quý đấy, tháng đấy. Thì từ đó là hạn chế hết mức về cái trách nhiệm quản lý nhà nước đối với cái chính quyền địa phương và quản lý đất đai của các cán bộ cơ sở. Thế còn đối với các hộ gia đình thì thành phố thường xuyên hỗ trợ các xã, phường kinh phí để tuyên truyền vận động các hộ dân để nắm bắt cái quy hoạch, nắm bắt với cái kế hoạch sử dụng đất, để sao phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thành phố để triển khai. Nếu mà nó phù hợp với kế hoạch thì cho phép chuyển đổi mục đích đất, thì từ đó thì thành phố sẽ cấp cái giấy phép xây dựng để người dân yên tâm về xây dựng. Khi mà thực hiện siết chặt các cái giải pháp về quản lý trật tự xây dựng thì có làm ảnh hưởng như thế nào đến các hoạt động phát triển du lịch cũng như là thu hút đầu tư tại cái địa phương? Xin ý kiến của ông Trần Xuân Việt. Thực ra khi mà chúng ta thực hiện tốt, thực hiện hiệu quả và tăng cường công tác quản lý về đất đai và trật tự xây dựng ý, thì nó sẽ ngược lại là hỗ trợ rất tích cực cho phát triển du lịch, đảm bảo phát triển du lịch bền vững. Và như vậy thì các cái tổ chức cá nhân sẽ không vi phạm và đem lại cái hiệu quả kinh doanh và hoạt động du lịch cho người ta. Và chúng ta đảm bảo được cái việc bảo vệ cảnh quan, bảo vệ môi trường, bảo vệ về kiến trúc, bảo vệ thực hiện phát triển du lịch theo quy hoạch và nó không bị phá vỡ không gian. Và như vậy thì chúng ta mới gìn giữ được những cái tài nguyên du lịch quý giá, đó là tài nguyên về cảnh quan thiên nhiên hay là về văn hóa v.v. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì sau khi siết chặt các cái công tác về siết chặt các cái biện pháp về quản lý trật tự xây dựng, đặc biệt là tại các cái khu điểm du lịch, thì vô hình đã làm cho cái lượng khách du lịch đến các địa phương có phần chững lại. Ông đánh giá như thế nào về tình trạng này? Thực ra do các cái cơ sở họ đã vi phạm và họ không được phép hoạt động trở lại thì rõ ràng họ sẽ khó mà để đón được khách tiếp theo. Nhưng mà tôi cho rằng đây là một cái giai đoạn nhất thời và nó cũng chỉ là một cái thời gian thôi, nhất định thôi, chứ nó không phải là mãi mãi như vậy. Và nếu như mà chúng ta lại theo cái quan điểm là thư cứ thả lỏng và chúng ta buông lỏng quản lý để mà cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch họ đầu tư, họ xây dựng, như vậy nó phá vỡ và nó chỉ được trước mắt và sau này rõ ràng nó phá vỡ. Và những cái nơi mà rất là đẹp đó và những cái nơi du khách rất muốn đến đó thì sẽ trở thành những cái nơi mà nó sẽ trở nên bị xuống cấp, nó sẽ bị mai một, nó không phát huy được cái giá trị về tài nguyên văn hóa, tài nguyên du lịch ở những cái nơi đó. Cho nên là khi mà chúng ta siết chặt quản lý, tăng cường quản lý thì để cho người dân chấp hành và để cho những cái định hướng phát triển của du lịch chúng ta về cảnh quan, về không gian, rồi về quy hoạch nó được đảm bảo, thì như vậy là chúng ta sẽ xây dựng một cái không gian du lịch, điểm đến du lịch và tài nguyên du lịch quý giá, như vậy thì nó mới phát triển bền vững được. Dạ vâng. Tôi nghĩ rằng là một phần cũng có thể là do tâm lý của khách du lịch. Khi có thể đâu đó khách du lịch có thể xem được hoặc nhìn thấy được một vài những hình ảnh không hay trên mạng xã hội thì có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của những người du lịch. Thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông, báo chí liên tục thông tin về các trường hợp vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng tại các địa phương trong tỉnh, trong đó phổ biến là tình trạng xây dựng trái phép các công trình phục vụ phát triển du lịch ở các huyện Bắc Yên, Phú Yên, Mộc Châu,
thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ thái độ bất bình trước tình trạng này, dư luận đặt ra nhiều giả thuyết trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Có hay không tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng ở các địa phương, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng là gì, nguyên nhân từ đâu dẫn đến tình trạng vi phạm trong thời gian dài, khó khăn trong công tác xử lý sai phạm là gì. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cấp các ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố tăng cường triển khai các giải pháp quản lý đất đai và trật tự xây dựng theo đúng tinh thần chỉ thị số 06 ngày 7 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, siết chặt công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng, từng bước lập lại kỷ cương trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, không để xảy ra tiền lệ xấu, gây bức xúc dư luận. Theo đó, nhiều công trình đã được các tổ chức cá nhân tự nguyện tháo dỡ. Một số công trình đã phải thực hiện biện pháp cưỡng chế nhằm răn đe, giáo dục, chấn chỉnh các hành vi sai phạm về đất đai và trật tự xây dựng. Đằng sau câu chuyện này, phóng viên chúng tôi đã có dịp ghi lại một số kiến nghị đề xuất từ cơ sở. Khi mà mình đi ra các quốc gia xung quanh, mình sẽ thấy Thái Lan hay Lào, Campuchia họ phát triển du lịch rất mạnh dựa trên việc xây dựng các cái homestay mà thân thiện với môi trường. Rất là được khách du lịch nước ngoài yêu thích. Do vậy mà tôi mong muốn rằng là chính quyền huyện và tỉnh có những cái sự thay đổi cơ chế phù hợp để việc đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất nhà tạm bằng gỗ, bằng các vật liệu thân thiện môi trường được hợp pháp để mình phát triển du lịch. Trong quá trình triển khai thực hiện thì trong cái việc mà vận động tháo dỡ các công trình trên địa bàn thì nó cũng gây ảnh hưởng đến cái việc phát triển du lịch, đặc biệt là cái lượng khách du lịch đến với địa phương thì nó cũng không được nhiều như các thời gian trước. Thì đối với chính quyền xã cũng đề nghị các cấp ngành xem xét có những cái cơ chế nào để phù hợp để cho các hộ gia đình có cái điều kiện để phát triển du lịch, thúc đẩy cái phát triển du lịch của xã để phấn đấu trở thành một xã phát triển về du lịch. Câu chuyện quy hoạch hay chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tạo điều kiện để các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển hạ tầng cũng là nội dung được rất nhiều người làm du lịch quan tâm. Thì cũng mong là ở bên tỉnh mình là tạo điều kiện hết sức giúp đỡ cho những bà con mà đã làm rồi. Thì tạo điều kiện để chuyển đổi mục đích sử dụng đất sớm cho họ này. Xong rồi hoàn thành các thủ tục hồ sơ làm sao để tạo điều kiện cho bà con. Những người mà xây mới thì cũng có hướng dẫn cụ thể và sớm, nhanh, chuyển đổi mục đích sớm để cho người ta làm sớm thì mới thúc đẩy được nhanh cái vấn đề du lịch phát triển đồng bộ được. Nếu mà để phát triển ngành du lịch thì đề nghị các cấp chính quyền phải có quy hoạch từng vùng miền, nơi nào để mà làm nơi để xây dựng, nơi lưu trú hoặc là quy hoạch các nơi tham quan, nơi nghỉ dưỡng, đấy, bảo đảm. Thì cái đó mới tạo điều kiện để nhân dân xây dựng và bắt đầu phát triển du lịch sẽ bảo đảm. Nếu mà đã có quy hoạch ấy, thì phải có những cái mà hướng dẫn và cả trên cơ sở của pháp luật chúng ta sẽ hướng dẫn người ta để phải làm đầy đủ tất cả các mọi thủ tục và hoàn thiện mọi thủ tục trước khi xây dựng các công trình mà phục vụ cho du lịch. Dạ vâng, thưa các vị khách mời, qua clip vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được tình trạng xây dựng trái phép hoặc không phép đối với một số công trình xây dựng tại các khu điểm du lịch. Vậy thì điều này đã đặt ra những khó khăn thách thức như thế nào trong công tác quản lý của nhà nước về lĩnh vực trật tự xây dựng? Xin ý kiến của ông Nguyễn Văn Phúc. Các cái vi phạm trật tự xây dựng này thì nó gây ra là những cái tình trạng là lộn xộn trong đô thị, rồi là gây ra khi thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật thì nhà nước phải thực hiện các cái nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng rất là khó khăn, rồi là tạo tiền lệ xấu cho những cái nội dung quản lý trật tự xây dựng sau này, rồi cái việc gây ra cái dư luận xấu, giảm lòng tin đối với nhân dân, đối với nhà nước trong việc mà quản lý theo quy định pháp luật. Trước cái tình trạng mà xây dựng trái phép, không phép tại các khu điểm du lịch như vậy thì có làm ảnh hưởng gì hay không trong cái hoạt động phát triển du lịch của tỉnh? Thực tế thì xây dựng trái phép các cái công trình mà cho phát triển du lịch nó ảnh hưởng rất lớn đến phát triển du lịch. Trước tiên là ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững, phá vỡ các cái quy hoạch, mất an toàn cho an ninh an toàn cho khách du lịch và nó không đảm bảo các cái chất lượng về dịch vụ, rồi nó gây thiệt hại cho những cái tổ chức cá nhân mà đã đầu tư xây dựng, bởi vì khi mà họ xây dựng trái phép, họ đầu tư xây dựng vậy thì họ phải bỏ ra các cái nguồn lực tương đối là lớn,
Thế tuy nhiên theo các quy định của pháp luật của với các ngành, và trong đó có ngành văn hóa thể thao và du lịch, thì họ cũng sẽ không được phép kinh doanh. Như vậy cái trước tiên là ảnh hưởng chính đến họ đã, chính đến những tổ chức cá nhân đã đầu tư và xây dựng những hoạt động trái phép như vậy. Đấy, thế cho nên là đây là một vấn đề mà chúng ta phải hết sức quan tâm, phải tuyên truyền và phải tăng cường công tác quản lý. Vậy thì để có thể nâng cao được chất lượng cũng như hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng thì theo ông chúng ta cần có những giải pháp như thế nào? Thì thứ nhất là phải nâng cao cái năng lực quản lý nhà nước, nâng cao cái nguồn lực quản lý nhà nước đối với về trật tự xây dựng. Thứ hai là phải tổ chức thực hiện hướng dẫn các cái nội dung, các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay đã ban hành, thì chúng ta phải thống kê lại, thống nhất lại rồi làm rõ để những nội dung về quản lý trật tự xây dựng. Thứ ba nữa là về phải tăng cường quản lý xây dựng, và đặc biệt là trật tự xây dựng đối với các cái quy hoạch, mà đặc biệt là các quy hoạch liên quan đến việc mà phát triển đô thị, rồi liên quan đến phát triển du lịch. Thứ tư nữa, quản lý nhà nước là xây dựng ấy, thì phải thực hiện theo các quy định, tức là ở đây thì tôi muốn nói là nó liên quan đến về giấy phép xây dựng hoặc là thiết kế xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thì chúng ta phải tăng cường quản lý. Thứ năm nữa là công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ấy, đối với nhân dân ấy, thì rất là quan trọng, và không riêng gì quản lý trật tự xây dựng mà phải có quản lý về đất đai, quản lý về du lịch. Dạ vâng. Thưa ông Trần Xuân Việt, ông có đề xuất những giải pháp như thế nào để có thể thực hiện tốt hơn nữa công tác về quản lý trật tự xây dựng? Tôi nghĩ rằng trước tiên ý, là chúng ta tiếp tục cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cho các tổ chức cá nhân và nhân dân người ta hiểu, chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng, về phát triển du lịch. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải nâng cao cái hiệu quả, năng lực quản lý của các cấp ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương, nhất là cơ sở, xã, phường, thị trấn. Mà chúng ta cũng phải nghiên cứu, xem xét, tạo điều kiện để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân để người ta có thể đầu tư. Có những người dân người ta không biết thì mình tuyên truyền cho người ta, hoặc có những cái cơ chế chính sách nó chưa phù hợp với cái giai đoạn phát triển hiện nay. Tôi nói ví dụ như là phát triển du lịch cộng đồng, thì rõ ràng ở trong cộng đồng dân cư, khu vực đất đấy là đất quy hoạch khu dân cư. Thế thì chúng ta đang vận động nhân dân phát triển du lịch cộng đồng. Thế tuy nhiên ý, có những người dân có đất rộng và trên diện tích đất của người ta chỉ có 300m2 thôi là được xây dựng. Thế thì khi chúng ta khuyến khích vận động nhân dân để mà người ta phát triển du lịch cộng đồng thì tất nhiên là người ta sẽ đầu tư xây dựng những cơ sở, những cái hạ tầng, đặc biệt là cơ sở lưu trú, homestay để cho phát triển du lịch. Nhưng bản thân người dân người ta không biết và người ta đã lỡ đầu tư xây dựng rồi. Thế thì bây giờ cũng phải có những cơ chế chính sách để tháo gỡ, tức là chúng ta không hợp lý hóa cho các sai phạm, nhưng mà chúng ta tháo gỡ cho người dân để người ta được phép kinh doanh. Và như vậy thì cái câu chuyện chúng ta phải nghĩ đến đó là cơ chế chính sách, đó là tạo điều kiện hỗ trợ trợ cho người dân, cho doanh nghiệp, cho các tổ chức cá nhân để phát triển du lịch, chứ không phải là quản lý theo một cách rất là máy móc, hành chính hóa một chiều, và như vậy nó sẽ gây cái thiệt hại, nó gây bức xúc nhân dân. Trong bối cảnh đô thị hóa phát triển nhanh như hiện nay, tỉnh Sơn La xác định rõ công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động xây dựng, đồng thời hướng dẫn các tổ chức cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xây dựng, công khai, minh bạch trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng, khuyến khích nhân dân tố giác, phát giác để kịp thời chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng. Chương trình Sự kiện nhân vật và bình luận của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của hai vị khách mời. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt.